Lừa tiền bà già. Cô Mary, chào cháu khoai tây nghiền, măng tây và gà rán ạ. À? Ừ, của cháu đây. Cháu xin. Nào, bé tiếp theo. Của cháu đây. Được quả tang rồi nhé. Định chơi trò ăn gian sao? Vo tiền lại để không ai biết là cậu chưa trả đủ hả? Cháu. Có chuyện gì thế? Đây, chị xem. Cậu bé chỉ trả $1 bằng cách vo tròn tờ tiền như thế này đây. Hôm qua em đã nghi rồi. Hôm nay mới bắt được tại trận. Thơm, không phải cậu bé đó gian dối đâu. Là cậu ấy đã xin phép chị rồi. Chị cho cậu ấy nợ số tiền còn thiếu. Thật sao? Từ trước đến nay, chúng ta đâu có bán nợ ai như thế. Ừ, lần này là ngoại lệ. Chị sẽ nói lại với quản lý. Số tiền đó sẽ trừ vào tiền lương của chị. Chị Marie. Được rồi, cháu lấy đồ ăn đi. Cháu. Đi. Từ nay cháu cứ tới lấy phần ăn như thường. Có bao nhiêu trả bấy nhiêu. Thiếu thì cô cho nợ. Nhưng sau này nhất định phải trả cả vốn lẫn lãi đấy, nghe chưa? Cháu cảm ơn cô. Chị Marie, cuộc sống của chị cũng khó khăn quá mà. Em có thấy cậu bé gầy hơn đám bạn và ánh mắt luôn buồn rười rượi không? Chị tin thằng bé thật sự cần được giúp đỡ thôi mà. Trường nội trú không ạ? À? Vâng, tôi là Marie. Nhưng cậu là... May quá, cuối cùng cháu đã tìm được cô. Cháu tới để trả nợ. Nợ ư? Chắc cậu nhầm. Tôi làm gì có tiền cho ai vay cơ chứ. Cô ơi, cô thật sự không nhớ sao? Món nợ của 30 năm về trước, cô đã cho một cậu bé khốn khổ nợ tiền cơm trưa. Ồ, tôi nhớ chứ. Cậu bé đó là cậu sao? Hồi đó, gia cảnh cháu vô cùng khó khăn. Cháu mất ba mẹ trong một tai nạn. Cháu sống với bà nội. Bà nội đã rất cố gắng để cháu có thể đến trường. Nhưng mà nếu không có lòng tốt của cô cho cháu nợ tiền ăn trong 2 năm học, có lẽ cháu đã phải nghỉ học. Giờ đã không có được ngày hôm nay. Tôi nhớ ngày đó, cậu gầy gò, buồn rầu và đáng thương. Đúng vậy, điều đó dẫn cháu đến hành động gian dối và bị bắt gặp. Nhưng cháu đã được tha thứ và giúp đỡ. Điều đó thay đổi con người cháu. Nó khiến cháu khao khát vươn lên và được như ngày hôm nay. Chúc mừng cậu. Cậu đã trưởng thành thật sự rồi. Tôi thấy vô cùng may mắn vì việc làm nhỏ của mình đã đem lại tương lai tốt đẹp cho một cậu bé. Và đây là số tiền cháu đã nợ bà. Không. Chẳng phải trước đây cô đã nói rằng nhất định phải quay lại trả nợ cho cô hay sao? Xin cô đừng biến cháu thành kẻ thất hứa chứ. Thôi được rồi, tôi xin nhận. Bí mật trong cuốn sổ ghi chép. Cảm ơn em, lần sau lại ghé shop chị nha. Dạ. Sao hôm nay chị Lành đi chợ về muộn thế nhỉ? Dạ, tôi đi chợ về rồi ạ. Sao chị đi chợ về muộn thế? Sắp trưa đến nơi rồi, còn phải đi đón bọn trẻ nữa chứ. Dạ, tại chợ hôm nay đông quá nên... Thôi, để tôi vào tranh thủ nấu cơm rồi đi đón bọn trẻ ạ. Chị nấu nhanh lên nhé.
Chị Lanh. Tôi nấu ngay đây ạ. Chị làm sao mà giật mình thế? Tôi chỉ định bảo chị nấu ít cơm thôi, vì bố bọn trẻ hôm nay đi vắng. Tôi biết rồi ạ. Anh này, anh có thấy dạo này chị Lành có biểu hiện rất lạ không? Lạ gì? Anh thấy chị ấy làm mọi việc vẫn rất tốt ấy chứ. Anh chưa thấy giúp việc nào chăm chỉ mà lại nấu ăn ngon như chị ấy đâu. Dạo này chị ấy hay đi chợ về muộn, rồi khi em hỏi á thì cứ lắp ba lắp bắp. Em nghĩ chắc chắn chị ta đang làm chuyện gì mờ ám rồi đó. Em đã nghĩ quá rồi đấy. Chị Lành là chỗ người quen của anh Hùng bạn anh, làm gì có chuyện mờ ám chứ. Đúng là nói chuyện với anh chán chết đi được à. Lúc nào cũng bên người ngoài hết. Tôi đi chợ nha. Vâng, chị đi đi. Cho tôi 8 lạng thịt ba chỉ đi chị. Có ngay. Mình dặn mua 1 ký thịt cơ mà, sao lại mua có 8 lạng thôi vậy? Lấy mấy cân đấy chị? 2 à. Thôi, lấy cân 7 thôi. Sao lấy lẻ thế? Không lấy 2 ký luôn cho tròn. Thôi, chị cứ cân đúng như vậy cho tôi đi. Thì ra là ăn bớt tiền chợ. Chị giỏi lắm. Sao cô cậu lại ngồi đây ạ? Dạo này chị đi chợ có ghi chép gì không? Mau đưa sổ cho tôi xem nào. Tôi vẫn ghi chép đấy ạ. Đây nè, sáng nay mua những gì tôi ghi hết vào đây rồi. 1 ký thịt ba chỉ hết 80.000, 2 ký cam hết 90.000. Thế thịt đâu? Cam đâu rồi? Đây ạ. Đây là 1 cân thịt của chị đấy à? Tôi sai rồi. Xin cô hãy tha lỗi cho tôi ạ. Tôi Anh thấy chưa? Anh tin tưởng chị ta lắm vào. Bấy lâu nay chị ta vẫn dùng cách này để bớt xén tiền chợ đấy. Chị Lành, sao chị có thể như vậy chứ? Tôi xin cô cậu hãy tha lỗi cho tôi. Tôi làm vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Nếu như cô cậu đuổi tôi sẽ không biết sống thế nào nữa ạ. Tôi... Thôi chị im đi, đừng ngụy biện nữa. Nhà tôi không thể chứa chấp một người như chị. Không biết chị đã bớt xén được bao nhiêu rồi. Chị mau thu dọn hành lý rồi ra khỏi nhà tôi ngay. Cậu ơi, cậu, tôi xin cậu mà. Tôi thật sự vì bất đắc dĩ mới làm vậy thôi à. Tôi xin cậu tha thứ cho tôi đi. Anh Dũng, anh bảo chị ta đi đi. Alo. Cho tôi gặp cô Lành với ạ. Cô Lành không có ở đây. Ai đấy? Vậy con nhắn với cô Lành giúp tôi là ở quê đã nhận được tiền sáng nay của ấy gửi về rồi. Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Mẹ của ấy đang trong phòng hồi sức cấp cứu nha. Mẹ tôi bị một khối u ở cổ, nhưng gia đình không có tiền để làm phẫu thuật. Gần đây bệnh tiến triển nặng, không phẫu thuật không được. Tôi không có cách nào khác nên mới nghĩ đến chuyện bớt xén tiền của cô cậu để gửi về lo cho mẹ tôi. Tổng số tiền cũng chỉ có gần 2 triệu thôi à. Tôi... Thì ra mẹ chị ấy bị bệnh nên chị ấy mới bất đắc dĩ làm như thế. Suy cho cùng thì chị ấy cũng đáng thương hơn đáng trách. Hay là mình bỏ qua cho chị ấy đi. Không được, không thể tha thứ được. Mỗi lần chị ta ăn cắp tuy không nhiều nhưng phải làm rất nhiều lần thì mới có thể tích tiểu thành đại như vậy. Chị ta gửi về quê hương mấy triệu cơ mà. Đây là ăn cắp vặt, là thói quen và đã ăn sâu vào máu rồi. Không thể lấy lý do chữa bệnh cho mẹ ra để biện minh cho mình được. Đói cho sạch, rách cho thơm. Không phải cứ lấy hoàn cảnh khó khăn ra để bao biện cho hành động tội lỗi của mình. Chị mau thu dọn hành lý ra khỏi đây, nhanh lên. Nhưng tối rồi, trời lại mưa to. Hay để chị ấy ngủ lại đây đêm nay, rồi sáng mai đi sớm. Không được, ở lại đây một đêm thì không biết còn mất thêm cái gì nữa. Đêm ai mà quản lý được chị ta. Chị đi ngay cho tôi. Chị ta đi rồi, chăn chiếu chắc cũng phải thanh lý một loạt để đón người mới chứ. Cái gì đây? Nợ cô Yến, ngày 1 tháng 8, nợ 35.000, ngày 2 tháng 8, nợ 42.000, ngày 3 tháng 8, nợ 47.000.
Đây là sổ ghi chép của chị Lành. Anh xem đi. Trong sổ ghi chép rất cẩn thận số tiền từng ngày chị ấy bớt xén và nói là nợ em. Có lẽ chờ sau này ổn thỏa sẽ trả lại đúng số tiền đó. Nếu như có ý định ăn cắp thật thì chẳng lý nào chị lại ghi chép tỉ mỉ từng ngày một như thế. Giờ em lại nghĩ khác rồi à? Có lẽ em đã hơi quá đáng với chị ấy rồi. Trong hoàn cảnh túng quẫn như thế mà chị ấy vẫn có ý định trả lại tiền thì chắc bản chất của chị ấy không phải là người xấu đâu anh ha. Đúng vậy, chúng ta không thể lấy hoàn cảnh khó khăn để bao biện cho việc làm sai trái của mình. Nhưng suy cho cùng, chị ấy cũng biết mình sai và trong thực tâm muốn sửa chữa sai lầm đó rồi. Mà hôm qua mưa to lại tối trời như thế, không biết chị ấy có kịp về nhà hay trú ở đâu không nữa. Chắc lát nữa em phải đi tìm chị ấy rồi đón chị ấy về mới được. Em nên bỏ qua cho chị ấy lỗi lầm lần này, phải không anh? Em nghĩ được như vậy là tốt rồi. Lời nói dối hoàn hảo. Anh, sao ngồi thần ra ngắm ảnh cưới vậy hả? À, vì sắp kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta rồi mà. Nhanh quá anh nhỉ. Chúng mình đã ở bên nhau 2 năm rồi. Mãi thế này anh nha. Anh ơi, phở em nấu xong rồi nè. Anh xuống ăn sáng đi, để còn đi làm. Chà, vợ anh đúng là đảm đang. Chỉ ngửi thôi, cũng đã thấy ngon rồi. Ôi da. Hả? Anh à, anh sao thế? Lại đau bụng nữa à? Vẫn là chứng đau dạ dày ấy mà. Không sao đâu em. Mấy này em thấy anh đau nhiều hơn đó. Hay là anh đi khám thử xem sao? Nhỡ đâu... Nhỡ đâu gì, anh không chết được đâu mà sợ. Tại mấy nay công việc căng thẳng quá nên nó đau hơn ấy mà. Lát anh uống thuốc là đỡ ngay. Anh đừng có mà chủ quan đó. Hả? Sao có lịch đi công tác gấp thế anh? Vì trưởng phòng kinh doanh chi nhánh bên Hàn Quốc nghỉ đột xuất, mọi thứ rối ren quá nên anh phải sang giải quyết. Lần này chắc anh đi lâu đó. Em ở nhà giữ sức khỏe nha. Chán thế. Vài hôm nữa là kỷ niệm ngày cưới. Em đang tính vợ chồng mình sẽ đi du lịch kỷ niệm. Thế mà... Thôi, mấy bữa nữa về anh đền sao nha. Anh nhớ đó nha. Anh ấy nói chuyến bay hạ cánh lúc 3 giờ. Mà sao giờ vẫn chưa về đến nhà ta? Đây rồi. Anh à, em nhớ anh quá à. Kìa, Ngọc. Anh à, đây là... Anh Khánh, đây là vợ cũ của anh à. Vợ cũ? Ai là vợ cũ? Anh Khánh, cô ấy là ai? Tại sao hai người lại thân mật như vậy hả? Ngọc à, anh xin lỗi. Đây là Huệ, anh và cô ấy đã quen nhau lâu rồi. Thôi, anh giải quyết nhanh đi. Em về nhà cái đã, bay mất mấy tiếng, mệt quá rồi. Anh Khánh, chúng ta đừng có ly hôn được không? Em yêu anh, em sẽ tha thứ cho anh tất cả. Miễn là anh chịu quay lại với em thôi. Anh xin lỗi, nhưng Huệ đã có thai rồi. Và anh cũng không còn yêu em nữa. Có thai sao? Bây giờ anh sẽ tạm thời dọn khỏi căn nhà này. Trong lúc chờ tòa phán quyết, em hãy cứ ở đây đi. Mười năm sau. Em vừa đến nơi rồi. Anh và con ở nhà giữ sức khỏe nha. Xong việc em sẽ về với 2-3 con. Đã gần 10 năm rồi mình mới quay trở lại đây. Kể từ khi ly hôn với anh ta, ngày đó mình quá đau khổ mà mình đã bỏ vào nam sinh sống. Không biết anh ta bây giờ ra sao nữa. Mình có nên gặp lại bọn họ không nhỉ?
là cô à? Chuyện là thế nào? Thực ra tôi chỉ là bác sĩ điều trị của Khánh mà thôi. Bệnh ung thư dạ dày của anh đã đến giai đoạn cuối. Thời gian của anh không còn nhiều đâu. Anh phải nhập viện điều trị gấp. Anh về bàn với vợ của anh đi. Nhưng mà tôi không muốn vợ tôi biết chuyện này. Để tôi nói với cô ấy là đi công tác một tháng. Anh ấy đã nhờ tôi cùng đến nhà của cô và diễn một màn kịch. Ngay sau đó, anh ấy lấy cớ ra khỏi nhà để tiếp tục vào viện điều trị. Và sau khi hai người ly hôn được 2 tháng, thì anh ấy ra đi. Căn nhà đó tôi đã mua lại để ở và chờ cơ hội cô trở về tìm anh ấy, thì nói cho cô biết sự thật. Tôi đúng là một người vợ vô tâm mà. Tôi đã thấy anh ấy đau, vậy mà sao tôi lại không để ý để đưa anh ấy đi khám chứ? Anh Khánh, tại sao ngày ấy anh không nói thật với em? Tại sao anh lại chịu đau đớn một mình như thế? Anh ấy chính là không muốn nhìn thấy cô đau khổ, nên mới chọn cách để cô hiểu lầm. Có như thế cô mới dễ dàng quên anh ấy và tìm được hạnh phúc mới. Anh thật là ngốc. Vậy mà bấy lâu nay em đã trách lầm anh rồi. Chỉ có đủ yêu thương thì anh ấy mới đủ hy sinh và dành những gì tốt đẹp nhất cho người mà mình yêu. Cô hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc thay phần còn lại của anh ấy, Ngọc nha. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.